Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Kính bạch Chư Tôn Đức, kính thưa tất cả quý khán thính giả và quý Phật tử. Thưa quý vị, ngày hôm nay tại chùa Điều Ngự đang diễn ra khóa an cư kiết hạ do Tăng đoàn Giáo hội Phật giáo Việt Nam thống nhất hải ngoại tổ chức, bắt đầu từ ngày 3 tới ngày 13 tháng 6 2024. Và như quý vị cũng đã đón xem những hình ảnh mà quý ngài trong suốt khóa an cư từ sáng cho tới tối với rất nhiều những chương trình như là tụng kinh, thuyết pháp, hội luận Phật pháp và công phu tọa thiền vân vân, thì chúng ta thấy là một chương trình dày đặc những hoạt động liên tục và không chỉ giới hạn trong Chư Tôn Đức Giáo Phẩm Tăng Ni mà mở rộng cho quần chúng Phật tử cùng có thể lắng nghe, tham dự để nương tựa vào chánh pháp và nương tựa vào những năng lượng thanh tịnh của quý ngài tổng hợp trong khóa an cư đặc biệt này. Hôm nay Thuyết Nhà xin mời quý vị chúng ta hãy cùng lắng nghe một số những chia sẻ pháp thoại ngắn của Chư Tôn Đức Giáo Phẩm Tăng Ni trong lúc quý ngài có một cái thời gian break ngắn ngủi ở giữa giờ. Xin mời quý vị đón xem sau đây. Và kính thưa đại chúng, ngày hôm nay rất hân hạnh cho chúng con được đảnh lễ quý ngài, quý hòa thượng thượng tọa, quý đại đức tăng ni đã đến từ rất nhiều tiểu bang tại Hoa Kỳ, tại cũng đã vân tập tại chùa Điều Ngự trong khóa an cư kiết hạ ngắn hạn do Tăng đoàn Giáo hội Phật giáo Việt Nam thống nhất hải ngoại đang tổ chức. Và hôm nay chúng con cũng xin đi đầu cung kính đảnh lễ nhị vị hòa thượng đang đứng ngay tại chùa Điều Ngự hôm nay để sẽ có đôi lời gửi đến cho quý khán thính giả một số những thông tin chi tiết liên quan tới khóa an cư năm nay tại chùa Điều Ngự. Con xin đảnh lễ hòa thượng Sắc Gia Minh Quang và đảnh lễ hòa thượng Thích Quảng Long ạ. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Kính chào tới tất cả quý tôn đức, chư tăng ni và khán thính giả của đài IBC. Hôm nay là ngày thứ hai của chương trình tu học 10 ngày an cư tại chùa Điều Ngự do Tăng đoàn Giáo hội Phật giáo Việt Nam thống nhất hải ngoại tổ chức. Và hàng năm thì an cư kiết hạ là bổn phận của chư tăng ni vân tập về một chỗ để cùng thúc liệm thân tâm, trao dồi giới hạnh cũng như ôn lại cái những lời Phật dạy, lời tổ dạy để tự sách tấn mình cũng như sách tấn lẫn nhau trong tinh thần của giới luật triển chuyển tương giáo, tức là cùng dạy cho nhau, chuyển chuyển tương gián, tức là cùng can ngăn nhau, và chuyển chuyển sám hối, cùng sám hối với nhau. Và với sự chủ trì khóa an cư này là Hòa Thượng Thiền Chủ Thích Chánh Lạc, cũng như là Ngài Tuyên Luật Sư Hòa Thượng Thích Viên Lý, Viện Chủ Chùa Điều Ngự như Diệu Pháp, cũng như Chủ tịch Tăng đoàn Giáo hội Phật giáo Việt Nam thống nhất hải ngoại, Hòa Thượng Quá Chủ là Hòa Thượng Thích Viên Huy, là Phó Thường trực của Tăng đoàn Giáo hội Phật giáo Việt Nam thống nhất hải ngoại, Ngài cũng là trụ trì chùa Điều Ngự, cũng như cùng với chư tôn đức tăng ni khác về đây như các ban giáo thọ của chúng tôi, Hòa Thượng Phước Tịnh, chúng tôi và Hòa Thượng Quảng Long, cùng với các tăng ni, mỗi người một cái bổn phận, một cái trách nhiệm để cùng đóng góp cho cái hạ trường được thành tựu viên mãn. Và khóa an cư sẽ bắt đầu từ ngày 3 tháng 6 2024 tới ngày 10 tháng 6, ngày 12 tháng 6 năm 13 tháng 6 năm 2024, và tất cả là 10 ngày. Hôm nay bước vào ngày thứ hai là ngày sinh hoạt bắt đầu đi vào ổn định. Sáng nay là ngoài thời công phu sáng ra, rồi còn có thời tụng kinh, trì kinh Pháp Hoa và thời thuyết giảng cho tăng ni, các Phật tử đã hoàn tất. Và trưa nay quả đường và chiều nay 2 giờ rưỡi thì có quý thầy sẽ hướng dẫn quý Phật tử cùng tụng kinh niệm Phật. Và đồng thời gian đó 2 giờ rưỡi đến 4 giờ sẽ có lớp học cho tăng ni ở ngay hội trường, để kính mời tất cả các Phật tử có thể về đây để mà tu học hoặc là theo dõi qua chương trình online của đài IBC hay là các kênh truyền thông khác của chùa, để cùng với tinh thần ủng hộ cũng như tùy hỷ công đức, tán thán công đức, tinh thần tu học
của chư tăng ni. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Dạ con thưa hòa thượng, rất là nhiều Phật tử khi mà nghe nói khóa an cư các hạ đó thì tỏ ra rất là e ngại, bởi vì nói là mình dạy Phật tử đâu có dám mà ngồi tới để tụng kinh chung hay là tới để lắng nghe những bài học thuyết pháp chung của với lại chư tăng trong khóa an cư, vì cứ suy nghĩ là an cư là chỉ dành riêng cho chư tăng đi thôi, thì điều đó có đúng không thưa thầy? Dạ. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Kính đảnh lễ chư tôn đức giáo phẩm tăng ni, kính thưa quý khán thính giả đang theo dõi trên đài IBC. Câu hỏi cô Tuyết Nha vừa đặt ra xin rất cảm ơn. Vì các Phật tử không có hiểu rõ cái chương trình ở cái khóa an cư kiết hạ của tại chùa Điều Ngự do tăng đoàn Giáo hội Phật giáo Việt Nam thống nhất hải ngoại tổ chức, và những cái chương trình cũng như thời khóa tu học từ sáng 5 giờ rưỡi ngồi thiền cho đến 6 giờ và 6 giờ bắt đầu tụng thời khóa kinh Lăng Nghiêm buổi sáng. Thì các Phật tử trong những năm qua đó, thì các vị cũng đã theo cái thời khóa này và quý Phật tử rất thích. Và buổi sáng với cái tâm hồn thanh tịnh lắng động sau ngày làm việc, thì sáng sớm thức dậy quý vị về đây đã theo thời khóa của chư tăng ni ở trong khóa an cư, quý vị rất là hoan hỷ và đem đến cái nhiều cái điều an lạc trong cái cuộc sống của mình. Cho nên những vị mà chưa biết á, thì chúng tôi cũng xin thưa rằng rất là mở cửa để đón chào quý vị đến tham dự những cái khóa từ buổi sáng thời khóa công phu cho đến trong những cái thời khóa sinh hoạt. Và 8 giờ 45 sẽ tụng thời kinh Pháp Hoa, rồi sau đó là 10 giờ bắt đầu có một thời khóa giảng pháp pháp thoại của chư tôn đức tăng ni chia sẻ, cũng như sáng hôm nay đó thì mở đầu cái buổi pháp thoại sáng hôm nay chương trình thì có hòa thượng chủ tịch hòa thượng Thích Viên Lý và hòa thượng Sắc Gia Minh Quang đã trình bày về hai chủ đề. Hòa thượng Thích Viên Lý đã trình bày về khái niệm giới thiệu về kinh Viên Giác, cũng như hòa thượng Sắc Gia Minh Quang trình bày về kế thừa, cái tiêu đề là chủ đề kế thừa chánh pháp của Đức Như Lai Thế Tôn. Cho nên sáng nay ở trong trường hạ, theo như chúng tôi có tham dự thì tất cả chúng tôi nhận xét đó, thì trong cái thời khóa của nhị vị hòa thượng Viên Lý chứ hòa thượng Sakya Minh Quang đó, thì đem lại một cái sự hoan hỷ vô cùng trong đại chúng, hoan hỷ và từ chia sẻ những kinh nghiệm của quý ngài đó. Đặc biệt là hòa thượng Sắc Gia Minh Quang đã chia sẻ những kiến thức rất là uyên bác và trình bày một cách mạch lạc và từ những cái ngữ nghĩa nguồn gốc của căn nguyên của từ trong tạng mà thầy đã học suốt nhiều chục năm qua. Qua cái kinh nghiệm đó thì chia sẻ cho trong cái đại chúng trường hạ đó trong sáng buổi sáng hôm nay thật nhiều được cái lợi lạc, rất là nhiều cái lợi lạc và gặt hái được nhiều cái kết quả. Từ đó đem những cái tư lương này mình đem về, sau khi mà khóa an cư xong thì họ về trở về trú xứ của họ đó, thì họ sẽ áp dụng, ứng dụng trong cái cuộc sống tu tập của họ. Cho nên quý Phật tử có thể tham dự được, cái này không có chỉ giới hạn trong tăng ni không. Thành thử ra chúng tôi xin thưa rằng một lần nữa là kính mời quý Phật tử, nếu quý vị có thể sắp xếp được thời gian thì quý vị về để tham dự những cái thời khóa tụng kinh từ sáng cho đến những cái thời pháp thoại của chư tôn đức tăng ni chia sẻ tu học, thì quý vị cứ về tham dự và không sao hết. A Di Đà Phật. Dạ xin chị giới thiệu và nói lời chào đến quý khán giả của đài. A Di Đà Phật. Em tên là Nguyễn Thị Hồng Trang, pháp danh là Tường Liên, là một Phật tử của gia đình Phật tử Điều Ngự. Hôm nay em về đây cùng với tất cả các anh chị trong một số gia đình Phật tử đây đạo tràng, rồi cũng một số huynh trưởng về đây, trước là lễ Phật, sau là cùng với tăng đoàn dự buổi lễ tăng an cư kiết hạ. Và giống như về đây thì nói chung em rất là happy, tại vì mùa nào em cũng dán dành vài ngày về để cùng với quý thầy nghe được những lời Phật pháp từ quý ngài truyền bá, rồi cùng với các anh chị ở đây
phụ một tay để cho cái mùa an cư cước hạ được giống như là mọi việc nó đều hoan hỷ vui hết. Và em cũng thay mặt xin mời các quý Phật tử có thời giờ, nhín chút thời giờ về tu tập một hai ngày, mà nếu mà giống như mình không có thì giống như buổi chiều á, các quý chị về đây giống như buổi chiều để cùng đọc kinh và nghe quý thầy thuyết pháp. 10 ngày tuy là nó ngắn nhưng mà thật ra nếu mà mình giống như là một hai ngày thì rất là hoan hỷ, tại vì giống như một năm là không có được bao nhiêu ngày, cho nên dành rất là nhiều mà rất là vui. Nghe sáng hôm nay là nghe quý thầy giờ có những cái cuốn sách quý thầy giống như bỏ hết tâm nguyện ra để mà giống như làm ra những cuốn sách để cho mình vừa học vừa đọc, nếu mình có một hai tiếng đồng hồ á rất là vui, mà làm thấy mình an lạc lắm kìa, mà thật ra giúp cho mình rất nhiều trong công việc hàng ngày và chỉ dạy cho các con, tại vì các con của mình á giống như là giúp cho các cháu nhiều. Và thêm một cái nữa là cũng là em cũng sinh hoạt trong gia đình Phật tử á, nhờ có những cái này á giống như mình càng hiểu được và mình càng thương hơn, mình noi gương theo Phật và quý tăng đoàn. Dạ, A Di Đà Phật. Rất là nhiều, nên kêu chị. Dạ, cảm ơn sự phụng sự của chị đến với tăng đoàn. Dạ, 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 xin cảm ơn. Dạ. Kính thưa quý khán thính giả, vừa rồi là một số những suy nghĩ cũng như là những phát biểu của Phật tử, và đặc biệt là những bài pháp thoại ngắn của Chư Tôn Đức Giáo Phẩm trong khóa an cư kiết hạ ngắn hạn đang được diễn ra tại Chùa Điều Ngự do Tăng đoàn Giáo hội Phật giáo Việt Nam Thống nhất Hải ngoại tổ chức. Thưa quý vị, vẫn còn rất là nhiều ngày trước mắt để Phật tử chúng ta có thể đến với Chùa Điều Ngự tham gia lắng nghe những bài pháp thoại của quý ngài cùng tinh tấn trên con đường tu tập. Và đặc biệt không chỉ những bài pháp thoại, những bài hồi luận, mà rất là nhiều thời tụng kinh, thuyết pháp sẽ được liên tục trong suốt những ngày này trong khóa an cư. Rất mong quý vị Phật tử có chút thời gian xin vui lòng đến với Chùa Điều Ngự. Chương trình bắt đầu từ rất là sớm, ngay từ 8 giờ sáng đã bắt đầu cho đến 9 giờ tối, nên quý vị có thể thuận tiện bất cứ giờ nào xin hoan hỷ đến với Chùa Điều Ngự để chúng ta cùng nương tựa vào tăng đoàn và để tinh tấn hơn trong con đường tu tập. Từ nhà xin kính chào tạm biệt và hẹn gặp lại quý khán giả trong chương trình này kỳ sau.